Dạ rồi, em xin chào chị gái ha. Chị cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Chị Phạm Thị Thanh, chị từ Thanh Hóa vào đây làm ăn lập nghiệp từ đây. À, Đi là làm chị thuê. quê gốc là Thanh Hóa, nhưng mà hiện tại là chị sinh sống tại Bình Dương. Chị đi làm thuê trong đây. Dạ rồi, hôm nay chị đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hình Hải giúp mình vụ việc gì? Việc đi kiếm quân cho chị. Tìm con. Tìm quân. Con của mình là chị đang cầm trên tay tấm hình đúng không? Con mình họ tên là gì? Cháu Hoàng Vân Anh. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay 18 tuổi. 18 tuổi. Dạ rồi, em xin mời chị nói rõ chi tiết vì sao mình phải đi lên đây nhờ tìm con mình ha. Dạ, chị nói đi. Chị đi tìm quân vì lý do hắn bạn bè rủ rạp hắn khuyến rỗ hắn Chị nói lớn lên giúp em miếng ha. vô quân đường là sa ngã và cô kêu là hắn cũng đi ra ngoài tiếp xúc là bạn trai với bạn gái là cũng có người ta nói tức là trích cam là hắn có ăn trộm xia ăn trộm cướp vặt ở ngoài Ôi, rồi là con mình 18 tuổi rồi. Đi học hay đi làm chị? giờ cháu nghỉ rồi hắn đi làm. Cháu nghỉ học bao lâu rồi? Cháu nghĩ là từ năm lớp 9 đến giờ. Lớp 9 đến bây giờ. Vậy từ năm lớp 9 tới bây giờ bé ở nhà làm gì? Do làm phụ chị mới cho cháu đi làm được 2 tháng, hơn Phụ 2 tháng. mình việc Thì phụ việc buôn nhà. bán việc nhà ha, là không còn đi phụ nữa, là bắt đầu là đi quét bán gì chị? Ý là chị phụ việc cho chị đi Không, buôn bán con của ngoài. chị. Không, con chị không có bán gì cả. Phụ À, chị làm để việc. chị cơm nước ở nhà để cho chị đi bán À, hàng ngoài. rồi chị nói là 2 tháng nay là cho con mình đi làm gì? Đi làm phụ quán nhưng mà chị thấy về khuya quá, Phụ quán là phụ quán gì? phụ quán ăn quán nhậu, Quán ăn, quán nhậu. À, là sáng mấy giờ đi, tối mấy giờ về? sáng 9 giờ đi 10 giờ về, có khi 11 giờ về. 10, 11 giờ về quán nhậu. Mình có biết quán đó ở đâu không? Có chị biết quán, Mình có bao giờ lại quán đó không? có chị cũng có lại rồi. Mình lại thấy con mình phục vụ là làm việc như thế nào? Nói chung là cháu cũng nhiệt tình chu đáo phụ nhân viên ở trên đứa thì hắn đi chơi sa ngã với bạn bè ở đâu thì chị không biết, nhưng mà hôm qua là chị có để ý cháu Chị nói là lớn lên cho bà con cô bác hôm nghe qua rõ nè. là chị có để ý một cháu là hắn đi nói đối mẹ là con đi mua bánh bánh tráng với em gái rồi con về với mẹ, nhưng mà chị không tin. Cái bác qua hàng xóm bác đến thì chị cứ hỏi xin này con ở nhà đi con đừng đi mua nữa. Rồi bố về bố lấy lâu mẹ để ở nhà con quê mẹ con quê quân rồi con mà đi mà về mẹ lại bị giày vò anh gọi con đi rồi con về. Thế xong con đi ra ngã ba cái là có một người đàn ông với một người đàn gạ của con gái chở hắn đi, Con mình nay đi được bao nhiêu ngày rồi? mới đi tối qua em ạ. Tối hôm qua. Rồi con mình trước đó có thường xuyên đi như vậy không? Trước đây thì có đi một lần hai lần em ạ, nhưng mà Dẫn có đi lẫn đi, về. dẫn có đi, đi về. Là trước đó thì đi về mình có hỏi lý do vì sao con mình đi không, đi đâu không? Ý là anh hỏi với là con đi chơi nhà bạn rồi con về một xíu rồi con về. Mà đi qua đêm luôn. Rồi lúc mà những đi vậy về nhà mình thấy con mình có gì khác lạ không? Mà lúc trước là chị điện hắn có đi hắn về chị điện hắn vẫn bắt máy, nhưng giờ phút này là đi với hai đứa nó là chị điện không bắt máy, Không bắt chỉ có máy trung luôn. đỗ thôi không có bắt máy, không Chị có liên biết lạc được. thử chị cơ, theo như chị nói thì đã đi 2-3 lần rồi đúng không? Những lần trước đi về mình có hỏi chi tiết con mình đi đâu, ở đâu và làm gì không? Hắn nói là con chơi với bạn gái, con ngủ nhà bạn gái. Như vậy thôi hả? Rồi xong rồi qua chuyện là thôi đúng không, là mình không có hỏi thêm nữa. Rồi. Thì con mình đi làm quán nhậu được 2 tháng, đến bây giờ là tối hôm qua là con mình mất tích đi. Thì con mình có thường xuyên đi chơi qua đêm hay là có dẫn bạn bè về nhà chơi không? Không có dẫn bạn bè về chơi, nhưng mà hắn chị đi làm thì hắn lại điện cho bạn bè, chị dẫn xe không cho con đi ra ngoài nữa thì hắn lại điện cho bạn đến đón, hoặc là hắn đi ra đường rồi bạn bè lại đón À, hắn đi, là cứ ở nhà là điện thoại có bạn đến đi. có bạn đến đi. Mình có thể tìm hiểu cái mối quan hệ của bạn mình là ai và làm gì không? Không, chỉ có tìm hiểu một bạn gái là hắn thân nhất, mình kêu là con cũng có khuyên Vân Anh rồi đừng có đi vô con đường sa ngã nữa, hắn đã không có cha có mẹ rồi thì mình sau này mình cũng không có cái gì mà hạnh phúc được cả, tại vì giao lưu tiếp bạn bè là bạn bè xấu hết. Rồi theo như chị nãy giờ nói, con mình đi theo con đường sa ngã. Cụ thể sa ngã đó là những cái gì chị biết không? Những là bạn bè nữa là xấu, tập xấu hết, bố Tật mẹ không xấu. nghĩ đến con cái nữa, là bố mẹ cho ra ngoài là muốn vươn trải, muốn làm gì xấu cũng mặc kệ, muốn làm cái gì sai cũng mặc kệ, không quan tâm đến Nhưng nữa. mà chị có thấy được những người bạn đó của con mình lần nào chưa?
Chị có thấy nhưng mà nhiều bạn lắm, chị không biết thằng nào hay quân nào cả. Vậy vì sao chị biết những người đó là người xấu? Ý là bữa vừa rồi hắn hỏi gì này, mẹ ơi mẹ để quân ra, quân đi cứu được chứ quân không cứu được. Hắn cứ tu hắn cứu cái thằng Cứu kia, gì? hắn cứu cái thằng kia Ôi là là người ta trời. hỏi cứu gì này, là Trích Cam bạn bè với hắn tiếp xúc với cô, nuôi chăm với cô thôi, tối nay cô phải giữ Vân Anh. Là nhiều khi hắn mua thuốc mê cho cô, chú cô là không bình tĩnh được, là chú cô không sợ được hắn. Thế là cô sợ, chị sợ là chị không có cho hắn ra ngoài, mà cũng cô bữa nó là cô khóa cửa trái hết. Thế cô phải hỏi gì này, thôi quân ạ, chờ là hắn cho con đường chết thì quân cứ để cho hắn chết, còn quân sống với bố mẹ là quân phải sống với bố mẹ, nếu không may xảy ra cái gì thì bố mẹ gánh chứ không để cho quân khổ. Trời, con mình chỉ mới 18 tuổi là con gái, là đòi cứu một người con trai đúng không? Chắc đó là người yêu của con mình rồi. Trời. Mà cứu được cái gì bây giờ? Thân mình lo chưa xong, con gái nữa, báo hiếu cha mẹ chưa mà đòi đi cứu người ta. Cha mẹ người ta còn chưa nghe nói nghe nữa là mình là cái gì đâu mà đi cứu người ta được, đúng không? Rồi từ hôm qua đến bây giờ là coi như là mình gọi điện không bắt máy. Còn đổ chuông không? Có chung Đổ chuông luôn, mình có thử đi tìm ở hồi đâu chưa? nãy chị gọi điện chung chung nhưng mà vẫn có chung mà không bắt máy. Mình có thử đi tìm ở đâu chưa? Chị tìm giờ chị không biết bạn bè ăn đâu cả, em mà kiếm cả Con mình trước giờ có ăn chơi quậy phá không? không, hắn không lấy cắp, không lấy trộm cái gì của chị cả, không mất một Con đồng mình tiền mà không lấy cái gì của ai cả. cũng có thường xuyên xin tiền mình không? Không, chị cái việc làm tiền bạc á chị chặt chẽ lắm, 1.000 ra ly uống trà sữa chị không vui có chua. Hắn chỉ ra tiếp xúc với bạn bè, ăn uống với bạn bè thôi. Còn Khoan, một chị nghìn cho em hai hỏi nghìn lại ha. Theo như chị nói 1.000 cũng không cho. Vì sao? Vì là chị thấy bọn hắn đi ra xã hội hắn nhiều cái phức tạp đi em ạ. Bữa nay ăn quyên thì mai hắn cũng phải ăn quyên, thì mình đi làm đạo lao động bằng tay chân, mình đi làm thuê cũng mướn, mình không thể được. Mình khuyên quân mình một gì, quân ơi mẹ chỉ làm kiếm bữa cơm cho quân sao, có tiền Nhưng mà cho nè, quân ăn học. cho em ngắt lại một xíu ha. Là trước giờ là chị quản con mình tiền bạc tài chính. Nếu như con chị đi làm 2 tháng là làm vậy có đưa tiền chị không? 6 triệu đưa cho chị trả tiền 6 Đưa triệu 6 triệu luôn. nhưng Một ngày chị cho con chị bao nhiêu? chị không có chua cái tiền mua. Người ta chua hắn là chị giao hắn là quân mẹ ơi, mẹ ơi à con Khoan, để ơi em hỏi trước ha. Bây giờ là 6 triệu vậy, đưa 6 triệu. à. Hàng ngày chị có đưa tiền tiêu xài không? Không, chị không chua một Không đồng đưa nào, luôn. tiền bạc chị rất Rồi. chặt chẽ. Rồi bây giờ con chị ra đường ăn uống đi lại mua sắm tiền đâu? Tiền quần áo chị vẫn chua cháu, hay Thí là dụ bây giờ con chị xin mẹ cho con tiền mua bộ đồ là chị đưa. có chị đưa. Chị đưa. Mẹ con thích ăn cái xiên que này. Chị sẵn sàng nghỉ Chị đưa. chua, Nhưng mà tiền là chị không đưa chị không giữ. đưa chua chi giữ. Chị có thấy mình hơi gò bó không? Chị có cái hơi chặt chẽ với hắn nên Hơi là chặt hắn sinh chẽ. hư. Con mình năm nay 18 tuổi rồi. Chị bắt đầu quản tiền từ lúc mấy tuổi đến bây giờ? Nói chung là từ lúc hắn đi học thì chị vẫn chua tiền ăn sáng, vẫn chua ăn tiền ăn sáng, ra ngoài ăn sáng con muốn ăn học và ăn học muốn cái gì ăn sáng thì bố mẹ vẫn chua Ừ. 20 hay 10.000. Rồi con mình, chị có thấy con mình có bao giờ mà phàn nàn về việc chị quản lý chi tiêu quá chặt chẽ không? Con kêu gì này, mẹ ơi con đi làm con tự tiêu tự xài, nhưng mà với đồng tiền mẹ thấy con lãnh lương á thì con đưa 6 triệu bố mẹ cũng mừng. Bố mẹ dỡ đứa sau này vốn liếng cho quân, sau này con lấy chồng có tấm thân, con lấy chồng có vốn liếng. Còn cái tiền mẹ thấy là tiền là người ta mua, thấy bác bên cạnh bác bảo vệ bác cũng bảo là ăn mua nhiều, thế yêu là chị cái hỏi gì này, tiền mua đó là nếu mà con đủ điều kiện ăn sáng với tiền chi tiêu con ra ngoài con muốn trang trải con mua cái gì. Quần quần áo thì mẹ vẫn luôn vẫn sắm sửa cho quân ăn mặc đầy đủ, quân không có thiếu một cái gì quần áo cả. Đã nội vâng giữ thì quân cái tiền mua đó thì con không đưa cho bố mẹ nữa, con để con ăn sáng con đậu xanh. Nhưng mà em nói nè, chị, nếu con mình hôm nay cũng 18 tuổi rồi đúng không? Không phải là em dạy hay là em trách gì chị, nhưng mà em cũng ra ngoài, chị cũng ra ngoài xã hội, chị cũng biết ai cũng có bạn bè. Đúng Ví rồi. dụ bây giờ em đi chơi với bạn bè của em Ý. vô chầu cà phê trà sữa Cái cứ đấy là 200 chị cũng có ngàn lỗi của hắn á. 200 ngàn đúng không? Nhưng mà bây giờ em là người rủ bạn bè đi, nhưng mà trong túi em lại không có ngàn Đúng nào rồi. hết. Rồi lỡ lẽ giờ em là người mời người ta đi và tiền đó em trả. Chị, bạn ơi cho mình mượn 200 ngàn, mình không có tiền trả. Để vài bữa nữa mình có tiền bo mình trả được bạn. Chị thấy tội con mình chỗ đó không? Rồi bây giờ chị quản tài chính con như vậy cho con mình không hư hỏng.
Nhưng mà hiện tại đến bây giờ con mình vẫn hư, vẫn đi chơi, khích là đi, không tiền trong túi vẫn đi, chỉ quản tiền không cho trong túi, thì nó ra ngoài nó sẽ mượn bạn bè nó ra ngoài nó sẽ vay tiền ở ngoài nó xài. Quản là tốt nhưng mà cũng có cái giới hạn thôi, con mình cũng lớn rồi ha. Cái này là em xin lỗi trước, Đúng rồi, chị cũng nói sai của em em. không phải là dạy, nhưng mà em cũng là tâm Đó là lý dòng phim trẻ trẻ với lại tâm hoài. lý của Dạ đúng chị. rồi, em là bạn trẻ hoài, em cũng hiểu được vấn đề ra ngoài bạn bè Chị biết không phải xấu hổ hay vấn đề gì, nhưng vấn đề đó giao lưu xã giao là bình mà. thường, Chị biết. lúc nào cũng phải có tiền trong túi để mình khi mình ăn uống gì đó, mình lỡ để mình thèm cái món ăn, thèm ly nước nào đó, mình lại mượn tiền mình bạn mình rất là kỳ. Chắc chắn con chị sẽ không mượn, nhưng mà con chị sẽ tìm cách để có tiền, rất là dễ sa ngã vào cái con đường vay tài chính hay là làm những việc phi pháp để có tiền, chị hiểu không? Nên cái này là một phần lỗi của chị, Đúng rồi, chị cũng có cái sai đó. rất là khó khăn, trong đó con mình sẽ tìm đường để kiếm tiền rất là cực khổ ha. Ừ, đây là em xin lỗi trước vì em đã nói, nhưng mà đúng đó là sự Sau em thật. khuyên chị ạ. Dạ đúng Đúng ha, rồi, chị cũng nên đã nên khuyên. chị hãy xem Chị lại nhận cái cái điều đó. sai cho chị Dạ ạ. đúng rồi, Chị cũng dạ biết rồi, sai. dạ rồi. À, dạ rồi, một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng chung tay giúp sức cùng nhau chia sẻ mạnh giúp em video này để tìm giúp em gái trong hình này ở đâu. Nếu như ai thấy được bé gái trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 785858. Vì hơi như thông tin của chị gái đã chia sẻ thì bé hiện tại đang chơi cùng với một tốp bạn nói chung là không được lành mạnh. À, đủ thứ hết, hút chết chơi quậy phá đủ thứ hết. À, bé còn gọi là giải cứu người yêu mình nữa, người yêu mình đang trong con đường không được lành mạnh nên nay đã bỏ đi, không còn liên lạc được với bé nữa, gia đình đang rất là lo lắng. Bé thì chỉ mới 18 tuổi thôi, tuổi đời còn rất là nhỏ, bên ngoài rất là nhiều cám dỗ, nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng ai thấy được em gái trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải, số điện thoại là 0913 785858, để đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải cùng với gia đình đưa em về với gia đình để khuyên giải cho em hiểu được sự việc và về sự sống với gia đình ha. Còn nếu như em gái em đang sống cùng ai hay là em đang đi làm ở đâu đó thì em hãy nhanh chóng liên hệ về cho gia đình mình, đặc biệt cha mẹ đang rất là lo lắng, bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm em vì không biết em đang ở đâu và làm gì, sức khỏe ra sao. Cha mẹ rất là suy sụp ha. Nếu như em đang ở cùng người yêu hay em đang đi làm ở đâu đó thì hãy nhanh chóng gọi điện thoại về báo cho mẹ mình biết đang sinh sống rất là khỏe mạnh bình thường để cho cha mẹ mình bớt lo lắng. Dạ rồi, còn nếu như em đang gặp khó khăn gì đó, em bị giam giữ, em không thể quay về được thì em có thể mượn điện thoại của ai đó cầu cứu, em gọi điện thoại trực tiếp đến cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đến giúp em quay thoát ra nơi đó ha. Số điện thoại là 0913 785858. Chị gái còn đôi lời nào muốn gửi đến con mình nếu như con mình xem được video này không, chị nói đi. Con ơi, hãy về chung tay chung sống với bố mẹ. Bố mẹ rất thương con. Bố mẹ chỉ trông mong con về với bố mẹ để gặp bố mẹ. Hạnh phúc nhất là trên đời con với mẹ với bố. Dạ rồi, chị cho em hỏi ha, toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ có hoàn toàn đúng như sự thật hay không? Chị chân thành là cảm kích lúc này là chị nói chân thành lời nói của chị. Luôn luôn là lời nói chân thành. Mà đúng sự thật, nếu có gì chị cam kết với trên các anh và các nghệ sĩ. Nếu như có gì sai trái gia đình mình sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật Đúng, ha. chị pháp Dạ luật. rồi, khi lên đây chị nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải quay phim ghi hình, anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải sẽ đăng lên tất cả trang mạng xã hội để tìm kiếm con mình, gia đình mình có chấp nhận không? Có, chị chấp nhận Dạ hết. rồi, đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải đăng lên rồi sẽ không bao giờ gỡ video này xuống, chị có chấp nhận không? Chị chấp nhận hết. Dạ rồi, vì sao đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải đăng lên không gỡ xuống? Là vì thứ nhất là để cho những em trai em gái còn nhỏ tuổi xem đây cũng như là lời cảnh giác cũng như là hiểu được câu chuyện, có thể mình nằm trong trường hợp này để hiểu ra được đâu là cám dỗ, đâu là gia đình ha. Dạ rồi, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cộng đồng mạng đã quan tâm theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.